mình đi dân kiện ra ngoài Long Xuyên đúng không? Vô trường trung học Nguyễn Công Trứ. Ra đây cùng với anh Thuận, anh Sang nha. Vô chú Hai nè. Để lên cưa ba cái bàn nè. Ba cái bàn hàng nè. Cây này lớn nhất nhưng mà cây này lớn nhất thì cây giữa thì nó hơi nhỏ hơn chút nữa. Còn cây kia thì nhỏ. Cây này chắc để anh Thuận lên nhưng mà bung tàn khá lớn nhưng mà giờ anh Thuận lên coi, Thuận lên cây này, cũng không xài cái máy nhỏ luôn, máy nhỏ anh cũng giống máy của anh Thiện. Bên kia của anh Sang lên bên kia luôn. Ông dưới là có ổ không? Không thấy ổ mà sao bay hai bà con ra đó. Này ông sắt đó nha. Thiện Sang cũng mé luôn rồi. Chú Tám còn anh Sang thì lần đầu mình mới quay ảnh.
Kiểm lên cây nhỏ bây giờ luôn nha bạn. Cây đó chắc anh chắc có mấy nhánh. Thank you.
trên sau đó đó. Hello. Đang đi dính kẹm ở ngoài Long Xuyên nè. Cái này là mình mé trên nhà trường nha bạn, chứ mình không có mé bớt cái tài người lớn ở dưới á, trên dành bớt thì nó bung dùng lên. Bên đây em kiểm cắt luôn nha bạn, kiểm cắt cái cây nhỏ này luôn. Chỗ này ngàn nó ba cây nha bạn, tại ba anh lên lên hết ta luôn nha. Chỉ quy đi tới lôi người mệt. Ờ cỡ cỡ ngang cái tay anh Vịnh á, nhánh dưới cũng vậy đó. Chắc ngay đây luôn hả? Ờ nhánh dưới cũng vậy đó, anh canh nhánh dưới cũng bằng vậy luôn á. Rồi bên đây anh sang xong nha, sang xuống rồi. Ồ đây có ông gùi rồi. Đây có ông gùi rồi. Đây mình
thấy nó bay quá trời nó bay luôn nè. Lấm gỗ này nhưng mà đen con chưa. Còn mé mà chỉ có anh sang xong rồi được phải không? Chút nó không được anh đó nha. Ừ. Rồi vậy kiểm xong luôn mà. Kiểm xuống luôn nha. Anh nào cũng xài cái máy nhỏ cho nha. Ba người cũng xài máy nhỏ. Bên đây thịnh thận gọn chân nhưng mà. Bên đây đại ca chú hai lên cây luôn nha.
ra kéo nó cũng ra nữa. Thôi vô vô đá cho thằng này đẻ ra. Trên đầu cũng có nhánh nữa đó, trên đầu có nhánh có ấy nữa đó. Sau lưng luôn kìa. Trên đầu đó, còn nhánh nữa đó.
này nhánh nào có tầm gửi là mình cắt luôn. Xong hết rồi mà, đứng xuống luôn nha. Xong hết nhưng mà mình xin kết thúc clip này đây nha. Hẹn các bạn là cái clip tiếp theo của mình nha. Bye bye các bạn nha. Ba cây nhưng mà trong này mình có khổ ong lớn lắm mà. Quá trời luôn. Còn cảnh cái sân trường luôn, trường này khá là lớn.